đâu trái tim của em đã bao lần thao thức. Từng đêm em lắng nghe giọng nói ấy nồng nàn. Trong câu thơ anh muốn điều gì? Một hôm anh ghé qua tặng em những câu thơ tình viết trong bao ngày yêu thương. Anh cho em những ngọt ngào, anh cho em những ngày tháng mơ mang về tình yêu, mang những câu thơ nồng cháy phút giây dịu dàng ngây ngây. Anh cho em những dại khờ, anh cho em những ngày tháng mơ mang về tình yêu, mang những câu thơ nồng cháy ngỡ như chuyện tình trong mơ. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể
mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bền lâu. Đám cưới vô rễ thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn cháu đông vui thiệt vui. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly, một hai ba vô, mời bạn nâng ly. Ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thơm. Một, hai, ba, vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly, một hai ba vô, mời bạn nâng ly. Ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm. Chương trình được mà phép bắt đầu. Vâng, kính thưa hai họ, kính thưa tất cả toàn thể quý vị khách quý thân mến. Tình yêu luôn là một đề tài rất đẹp và lãng mạn. Nhưng bên cạnh sự lãng mạn ấy, tình yêu còn là một kho tàng bí mật mà không có thể có ai hết được về nó. Nhưng có một điều trong tình yêu mà ác hại tất cả chúng ta sẽ đồng cảm với nó, đó chính là khát vọng của tình yêu. Mà khát vọng tình yêu của con người thì không bao giờ thay đổi ạ. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay chúng tôi đến chú Địa Văn Hoàng và cô dâu Thị Hòa, sau một khoảng thời gian tìm hiểu yêu nhau được sự nhất trí của hai bên gia đình, và giờ đây hai bạn đã chính thức chọn hôm nay là ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ vô quy ngày hôm nay phải không ạ? Chúng ta nổ một tràng vỗ tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt để chúng ta cùng chào đón cô dâu Thị Hòa, xây dựng cùng chú rể Vinh Hoàng. Tay chúng ta cùng tiến về lễ đài hạnh phúc ạ. Tân nhân
cặp đôi hạnh phúc nhất, đẹp nhất, rạng người nhất trong buổi trưa của chúng ta ngày hôm nay các bạn. Đó chính là cô dâu Thị Hòa và chú rể Văn Hoàng. Và họ xin phép ra mắt tất cả toàn thể quý vị với bộ trang phục ngày cưới trông thật là lộng lẫy. Đó là minh chứng tình yêu mãnh liệt của hai bạn phải không ạ? Một lần nữa rất mong toàn thể quý vị chúng ta nở một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu và chú rể một lần nữa đi ạ. Khẩu tình yêu của chúng tôi lúc này đây. Nhà gái hân hoan mừng sẽ quỷ, nhà trai hướng hở đón dâu hiền, và hai bên cha mẹ xung vầy, anh đi làm rể em về làm dâu. Ngày lúc này hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể sẽ gửi lời chào đến tất cả toàn thể các vị khách quý chúng ta hiện diện trong buổi ngày hôm nay. Một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào nồng nhiệt trân trọng nhất ạ. Tôi phát biểu những lời tri ân sâu sắc nhất sẽ mang đến cho tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay. Ngay lúc bây giờ thì đây là đầu tiên xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe đôi lời đến từ chú Hùng hoặc nhà gái trước ạ. Xin mời ba của cô dâu sẽ có những lời phát biểu trước ạ. Xin mời. Alo. Viên có con mua áo in nét có đôi à tổng thống viên. Đi đâu tất cả ở đà. Hôm nay anh nói đến rất vui, rất mừng tâm ở tâm đà tâm căn đà. Anh nói thì trong phòng phòng căn áo cuộc đời anh nói thì rất dạ cảm ơn bảo bà già về con làm hay cô bên đây thôi đây xin chúc mừng cảm ơn tất cả anh chị em vâng mong chào mỗi tay thật lạnh đi quý vị ơi. Vâng xin cảm ơn đôi lời phát biểu đến từ ba của cô dâu về rất nhiều với một đôi lời không dày không ngắn và đó có rất là nhiều ý nghĩa đúng không ạ. Xin cảm ơn đôi lời phát biểu đến từ ba của cô dâu vừa rồi rất là nhiều. Tiếp nối xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi lời phát biểu đến từ chú Hùng hoặc nhà trai ạ. Xin mời ba của chú rể sẽ có vài lời phát biểu ạ. Alo. Lần đầu tiên là cảm ơn hai họ trai và gái, cảm ơn rất nhiều để cho Hoàng ăn chung được cái giờ em. Không có lời gì bằng lời cảm ơn hết tất cả, chân thành cảm ơn. Rồi một lần nữa xin cảm ơn đôi lời rất tuyệt vời đến từ chú Hùng và nhà trai vừa rồi rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, có câu hỏi rằng thưa quý vị, tình yêu là chi và tình yêu là gì và tình yêu có từ nơi đâu? Và tình yêu đó chính là khoảnh khắc của thời gian, nhưng nó luôn luôn trú trang cùng một định mệnh, đó chính là định mệnh của hạnh phúc, định mệnh của tình yêu. Và cặp đôi uyên ương hôm nay cũng vậy thưa quý vị, họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành của đôi trai gái, đó chính là hôn nhân. Và ngày hôm nay đây minh chứng rõ rệt hạnh phúc lớn nhất của họ, đó chính là ngày chung đôi phải không ạ? Ngày hôm nay là ngày vui, ngày hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể phải không quý vị? Ngày lúc này không để làm mất thời gian chờ đợi lâu của tất cả quý vị ngày hôm nay. Ngày lúc này xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng tiến tới ban thắp ly tình yêu để làm nghi thức khu rượu sang ban và rót rượu tình yêu và cũng chính thức khai mạc với tiệc lễ vô quy trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Oh,
tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau trong đời, buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi. Niềm tin bên nhau, dẫu tát biển đông cũng cạn, hòa chung câu ca, say đắm giai điệu hạnh phúc. Rồi xin mời cô dâu và chú rể chéo tay nhau, chéo chéo. Rồi. À xin mời hai bên gia đình chúng ta cùng cạn ly ạ để kết nghĩa thông gia. Vâng, từ từ nghe để em xin hô được ủ nha. À quý vị ơi, chúng ta hãy cùng rót ly bia, ly nước ngọt của mình để chúng ta cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể uống rượu cho môi và cũng chúc cho hai bên gia đình kết nghĩa thông gia càng ngày càng thắt chặt hơn nữa. Chúng ta cùng hô nha quý vị. Một, hai, ba, bắt đầu. Vâng, xin mời hai bên gia đình cùng uống hết ạ, uống hết bia. Sẽ là cái thức phần trao quà dành tặng cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Vâng, phần quà đầu tiên, xin mời phần quà đến từ ba mẹ của cô dâu ạ. Sẽ có những phần quà thân thương dành tặng cho hai con của mình ngày hôm nay. Thân mến, đến các thời gian không mái tóc bằng mẹ, và gánh nặng cuộc đời không may khổ bằng cha, và nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phù kín công cha, tàn tảo sông hôn mẹ nuôi con không lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Một lần nữa xin đỡ lời cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin cảm ơn phần quà đến từ mẹ của cô dâu vừa rồi rất nhiều. Cảm chúc mừng ta. Xin mời camera chúng ta cùng ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất ngày hôm nay ạ. Rồi, xin gặp. Chúng ta cùng ghi lại những hình ảnh đẹp nhất ngày hôm nay ạ. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn thông qua đến từ hai bên gia đình, ba mẹ của cô dâu và chú rể rất nhiều. Ngày lúc này xin mời ba mẹ của cô dâu và chú rể chúng ta cùng trở về bằng tiền an toàn. Rồi, xong rồi. Đã có chút mừng, nó tặng có chút mừng rồi. Rồi, tặng mà lẹ hả tặng? Ngắt tặng, ngắt tặng. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn phần quà đến từ cầu ba của cô dâu rất nhiều. Chào ngắt tặng, tặng chút mừng, tặng. Rồi, xin mời camera. Rồi, một lần nữa xin thay lời cho cô dâu và chú rể xin cảm ơn phần quà của cậu Nam rất nhiều. Vâng, một lần nữa xin thay lời cho cô dâu và chú rể xin cảm ơn phần quà đến từ dì ba của cô dâu rất nhiều. Và phần quà tiếp theo. Rồi, xin mời camera. Chúc mừng anh ta. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn phần quà của cậu Úc rất nhiều. Ngày hôm nay thì dì Năm không có gì hơn với phần quà nho nhỏ của mình dành tặng cho hai cháu của mình. Xin đỡ lời cho cô dâu và chú rể. Xin cảm ơn phần quà của dì Năm rất nhiều. Rồi, phần quà tiếp theo xin mời phần quà của cháu Cô Ken. Rồi, xin mời cháu chúng ta cùng tặng quà cho cô. Rồi, xin mời camera. Rồi, xin cảm ơn phần quà của cháu Cô Ken rất nhiều. Rồi,
Rồi một lần nữa xin thay lời cho cô Sâu và chú rể xin cảm ơn phần quà đến từ dì ruột của cô Sâu rất nhiều. Rồi xin mời camera. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn phần quà đến từ bà nội rất nhiều. Và tiếp theo xin mời phần quà đến từ cô Lê Thị Kiều. Rồi, xin mời cô chúng ta cùng ghi lại những hình ảnh đẹp ạ. Rồi, xin cảm ơn phần quà của cô Lê Thị Kiều rất nhiều. Rồi, xem lại và để ghi lại hình ảnh. Xin mời. Rồi, xin cảm ơn phần quà của dì Thị Bằng rất nhiều. Cô chúc mừng ạ, dạ cô chúc mừng ạ. Tôi mới đẹp hết ta, tôi non đẹp ạ. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn phần quà đến từ bà ngoại của cô dâu rất nhiều. Rồi, xin cảm ơn phần quà bác của cô dâu rất nhiều. Khởi ăn vệ, dạ. Ăn quà rồi ạ. Cô chúc mừng ta. Rồi, xin mời camera. Rồi, xin cảm ơn phần quà của bà nội rất nhiều. Rồi, xin cảm ơn phần quà của em đơn ý nghĩa rất nhiều. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Rồi, xin mời camera. Rồi, xin mời camera. Cô chúc mừng ạ, cô chúc mừng ạ. Rồi một lần nữa xin cảm ơn phần quà cũng xin đỡ lời cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin cảm ơn phần quà ba mẹ hai bên cũng như cô dì chú bác quý anh chị em cũng như bên người ngoại hai bên đã dành tặng cho cô dâu và chú rể những phần quà thân thương của mình ngày hôm nay. Vâng, nghi thức tiếp theo sẽ là nghi thức cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng trao cho nhau nhận cưới ạ. Trước sự hiện diện của tất cả toàn thể quý vị cũng như hai bên gia đình chúng ta có mặt tại hội trường ngày hôm nay ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, chứng nhận là một vòng tròn không có điểm dừng lại. Chứng nhận là biểu tượng của tình yêu. Sau khi đeo vào chứng nhận này và có tay dâm út nơi bạch mẫu của trái tim cô dâu và chú rể chúng ta bằng giang long với chứng nhận tình yêu ngày hôm nay. Rồi các bạn chúng ta nấu tròn với tay thật lớn đi ạ, để chúc mừng cho cô dâu và chú rể một lần nữa đi ạ. Rồi xin cảm ơn và cảm ơn chúng ta với tay quý vị rất nhiều. Và tôi xin được cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều ạ. Thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều. Yeah.
Thank you.
trọn đời mình em muốn anh yêu em hoài. Hãy đến đây tan trong giấc mộng lành, từng ngày dài xa cách vẫn yêu người thôi. Phải cho xuân thì trọn đời mình em muốn anh yêu em hoài. Hãy đến đây tan trong giấc mộng lành, từng ngày dài xa cách vẫn yêu người thôi. Thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa, ta
bờ vai nơi anh, cần một nụ hôn ngọt ngào, cần một người luôn bên em xóa tan màn đêm tối tăm. Điều gì làm em yêu anh? Điều gì đã khiến trái tim rung động? Chỉ một lần bên nhau thôi em biết rằng mình mãi thuộc về nhau. Có những lúc muốn ngủ say trong vòng tay em đêm cùng anh đến mai sau này, rồi lại có những lúc đắm chìm trong mê tình yêu ngất ngây tựa như giấc mơ. Lại gần em một chút thôi, kiss me kiss me, ghi chặt đôi bờ vai dấu đêm còn dài. Lại gần em một chút thôi, kiss me kiss me, tựa vào đôi vòng tay lãng quên thời gian. Là mất thời gian chờ đợi lâu của tất cả các bạn trẻ chúng ta có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Trăm năm chọn lại một ngày chọn lại một giờ và giây phút để chờ và bây giờ là đây. Và xin mời tất cả bạn trẻ chúng ta hãy cùng hướng mắt phía trước trung tâm sân khấu và dành những tràng vỗ tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt để chúng ta cùng chào đón cô dâu Thị Hòa, xoay như cùng chú rể Vinh Hoàng, tay trong tay cùng tiến về lễ đài Hàn Phúc ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn để quý vị. Cô dâu và chú rể một lần nữa đi ạ. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị rất nhiều. Ngay lúc này, cô dâu cũng như chú rể chúng ta sẽ gửi lời chào đến tỏ lòng tri ân sự hiện diện đông đủ của tất cả các bạn trẻ, toàn thể các vị khách quý chúng ta có mặt tại hội trường trong buổi tối hôm nay. Một lời kính chúc tất cả, một lời chào nồng nhiệt trân trọng nhất ạ. Vâng, kính thưa toàn thể các vị khách quý thân mến, ngày xưa thì ông cha ta thường nói rằng là hiện diện thiên lý năng tu ngộ, vô diện đối diện bất tu phụ. Còn các bạn trẻ thời nay nghĩ rằng là yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đều cũng qua, yêu nhau chẳng ngại đường xa, ngày mà ta cưới bây giờ là đây phải không ạ? Và công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông, giờ đây nên vợ nên chồng không thể quên công ơn của những mẹ thầy phải không ạ? Ngày lúc này cô dâu và chú rể để đáp lại những tình cảm thân thương của tất cả các bạn trẻ chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi đến đây đến chung vui, đến chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong buổi tối đêm nay. Thì ngay lúc bây giờ thì cô dâu Thị Hòa cũng như chú rể Vinh Hoàng sẽ có những lời phát biểu, những đôi lời cảm ơn sâu sắc trong buổi tối đêm nay. Những lời xin mời đưa lời phát biểu đến từ cô dâu và chú rể ạ. Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc của hai tôi. Thì tôi rất kính mong trong một đêm vui vẻ, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Và tôi nghe là cho cảm ơn quý vị đồng về khu trường cùng dự để làm việc đồng rất là hạnh phúc vậy này. Khi anh nhớ nữa không? Giơ tay thật lớn đi các bạn ơi. Xin cảm ơn cô dâu và chú rể, chúng ta nắm tay nhau thật chặt và giữ tay nhau thật lâu ạ. Xin mời. Xin mời chú rể chúng ta làm tương tự như hồi trưa đó. Chú rể của chúng ta làm rất là chuyên nghiệp mà. Xin mời chú rể xuất mặt rồi mở khóa an toàn ạ.
sáng gọi đức tin lên ngôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Em bên anh chiều vàng thu rơi, ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Để em xin hô để cố nhở. À các bạn ơi, à, chúng ta hãy cùng rally bia ly nước ngọt của mình để chúng ta cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể uống đủ cho mời nhé, được các bạn. Rắc tay bia ạ. Rắc này chưa ạ? Chú rể hô nhá. Và kính thưa quý vị, thân mến, ngày xưa những bạn ta có câu: mà đã nhậu thì nhậu cho đêm, mà đã keo thì keo cho cả ngọn đèn mới thôi. Ăn nhau thì phải đổ môi, yêu nhau thì phải thắm đôi vợ chồng, phải không ạ? Ngày lúc này chúng ta cùng hô ra quý vị. 1 2 3 4 lại ôm cả luôn ạ. Rồi một lần nữa xin cảm ơn cô dâu và chú rể rất là nhiều. Và cũng xin chúc duyên cho cô dâu và chú rể được trăm năm tình vĩnh mãn bằng đầu nghĩa phu thê. À, nghi thức tiếp theo thì không biết là các bạn cũng như toàn thể quý vị khán giả, chúng ta có đồng ý cô dâu và chú rể hôn nhau không ạ? Đồng ý không ạ? À, đã đồng ý cô dâu chú rể tin ừ. Anh nên đồng ý anh ta tiếp tin mà tiền vui vẻ không vậy? Cho ta thật lớn nhá. Và theo yêu cầu của tất cả các bạn, rất là nhiều những tràng vỗ tay luôn ạ. Thì MC cũng xin được khuyến cáo ạ, khi hôn thì có thể phải thả lỏng, mắt nhắm mờ cứ đừng cắn chặt môi. Miệng không được thả rộng như miệng nồi, lời kén lưỡi kéo rơi về cửa hảo, phải không ạ? Rồi, cái đó là cô dâu và chú rể chúng ta cùng cần lưu ý nha. À, các bạn ơi, chúng ta cùng hôn một lần nữa đi ạ. Để chúng ta cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể hôn nhau. Rồi bây giờ chúng ta cùng đếm từ 3 tới 1 nha. 3 2 hey, 1 hôn đi ạ. Rồi, chúng ta thật lớn đi ạ. Rồi một lần nữa xin cảm ơn cô dâu và chú rể rất là nhiều. Và ngay lúc giờ thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng trở về bàn tình để nghe những lời chúc mừng đến tất cả các bạn chúng ta có mặt tại hội trường trong buổi tối hôm nay ạ. Xin cảm ơn cô dâu và chú rể rất là nhiều. Trao cho nhau ngòi môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút sẽ tuyệt vời. Yêu là ngày em bên anh không chỉ yêu thương, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn. Yeah.
bờ tình tham anh đêm. Em đến người tới quên yêu trường Gangnam Style.
trong cuộc đời tình.